Đấy, đây là cây rau mỏ. Rau mỏ có người thì gọi là cái thìa canh lá to. Đấy, cùng họ cùng chi với lại cái thìa canh lá nhỏ. Cây này thì tên khoa học là Gymnema inodorum. Đấy, cái này dân thì vẫn dùng trồng cái này để mà làm rau ăn. Rồi đặc biệt là là rau đặc sản ở cái vùng Thanh Hóa đấy. Người ta vẫn lấy, người ta nấu ở các cái quán dọc đường. Đường Hồ Chí Minh á, đường mòn á. Đấy là rau đặc sản. Còn dân mà mình thường mình trồng thì để mà lấy làm rau cho phụ nữ sau sinh uống, để vừa giúp lợi sữa rồi bổ máu vân vân. Thế còn theo các cái tài liệu thì cái này được sử dụng để mà có tác dụng để mà hạ đường huyết nha. Cái rau mỏ thì nó hơi khác cái thìa canh lá to. Thìa canh lá to là Gymnema latifolia. Thì cái thìa canh lá to là lá nó bầu hơn. Và cái gốc lá thường nó không hình tim như thế này. Đây là cái lá hình gốc và hình tim rõ nhé. Thế còn cái loài mà thìa canh lá to thì nó không như thế này. Rồi cái đầu lá nó nhọn hơn, nó thậm chí tạo thành đuôi thế này. Thế còn cái loài thìa canh lá to thì không có. Ngoài ra ấy, thì là cụm hoa. Hoa của cái loài rau mỏ này, hoa của loài rau mỏ này nhá, là tạo thành một cái chùm có cái cuống lá rất, cuống hoa rất là ngắn, một cuống hoa dài, cuống hoa dài, cánh hoa dài, tức là cái ống tràng á rất là dài. Thế còn cái loài mà thìa canh lá to thì hoa ngắn, chắc chỉ khoảng độ 2 đến 3 mm thôi. Thế còn cái này có thể đến cả 1 cm. Đấy, đây là còn đây là cái rau mỏ nhá. Có người gọi là thìa canh lá to.